để làm hot dog tại New York. Please. Awesome. Yeah. Thì đây là tại hot dog khi tới New York là phải ăn thử các bạn. Đây là món thật chân đường phố tại New York. Riêng ở tại New York này là họ bán trên vỉa hè giống như bên Việt Nam mình. What is this? So cool. Okay. Hôm nay là tất cả người Mỹ đều đổ dồn về New York và đổ dồn về đài tưởng niệm các nạn nhân 11 tháng 9. Đây là hướng của tháp phía nam, họ cũng cắm cờ, cắm đồ rất là đẹp các bạn. Quay cho bạn coi chân tòa tháp nè, đông quá không chịu nổi, rất là sâu. Khung cảnh rất là đông các bạn. Bữa giờ đang tin thế giới là về Afghanistan rồi Taliban. Bạn không biết Taliban là cái gì, Afghanistan ra sao, rồi vụ khủng bố 11 tháng 9, rồi Osama bin Laden thế nào, thì nó có liên quan với nhau. Thì hôm nay mình sẽ giải thích theo kiểu dễ hiểu nhất cho các bạn, dễ hình dung. Đây các bạn, chỗ này có một cái bánh rất là nổi tiếng. Đây là cái bánh vòng tay các bạn. Ok, đây là ông đang nướng bánh tại cái tiệm thơm phức. Chưa ăn gì nữa chứ, đây là gà nè. Where are you from? Egypt. Oh, nice. I have been in Egypt. Pyramid. Oh. Yeah, in Athens. What, which city? Cairo. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang ở tại New York các bạn ạ. Sau hành trình vất vả từ bên California thì mình cũng đã chạy tới New York. Thì đây là thành phố gọi là cái gì các bạn, gọi là đông dân nhất ở tại Mỹ và là thành phố giàu nhất ở tại Mỹ các bạn. Đây là chỗ mình đang đứng, gọi là quảng trường Times Square, rất là nổi tiếng ở tại Mỹ rồi các bạn. Hầu như là các bạn nào đi tới Mỹ cũng đều tới là New York đầu tiên, thì nằm ở bên gọi là bờ đông của nước Mỹ. Thì các bạn biết không tại sao nó gọi là tên là New York các bạn? Thì ngày xưa lúc mà năm 1624 lúc đó là Hà Lan là lúc đó đang là đánh chiếm là New York, thì nó có tên là New, gọi là Amsterdam, tại Amsterdam là bên của Hà Lan các bạn. Thì sau đó thì thằng Anh nó mới chạy vô nó đánh chiếm New York, thì nó đổi tên thành là gọi là New York. York nghĩa là gọi là công tước xứ York các bạn, bên Anh gọi là York, công tước xứ York, ổng làm chủ cái vùng này thì nên mới gọi là New York. Đó là vùng mới của ông công tước xứ York, là gọi là New York nha các bạn. Thì hôm nay là ngày thứ bảy, mình đứng này rất là đông, mà công nhận khung cảnh là bạn đứng nhìn nè. Chỗ này là cái chỗ gọi là ngã tư ở tại quảng trường thời đại Times Square. Thì chỗ này gọi là quảng trường thời đại Times Square tại vì chỗ này là có cái gọi là cái tờ báo rất là nổi tiếng ở tại Mỹ, đó là tờ New York Times các bạn. New York Times để đặt trụ sở tại đây. Chỗ này nè bạn, chỗ này bạn nhìn chỗ này rất là tòa nhà sau lưng này rất là nổi tiếng. Thì tòa nhà này là nó bỏ không, nó chỉ là nhận quảng cáo thôi các bạn. Bạn thấy không, nó nhận quảng cáo xong rồi mỗi năm nó thu 500 tỷ đồng. Nó không có gọi là bất kỳ cái gì trong này hết. Đó. Bạn nhìn. Tòa nhà trong đó là hoàn toàn trống trơn, nó chỉ là để trưng biển quảng cáo, mỗi năm thu 23 triệu đô. À, thì ở tại New York này có một món rất là nổi tiếng, đó là món hot dog. Hot dog mà khi tới New York là bạn phải thử. Chút nữa mình sẽ review cho bạn coi hot dog tại New York nó ngon không các bạn. Thì ở tại New York này đặc biệt các bạn sẽ nhìn thấy là xa sau lưng mình, ví dụ chỗ này nè, thì bạn thấy những cái tiệm gọi là tiệm hot dog, họ bán ở trên vỉa hè luôn. Cái là riêng ở tại New York này là họ bán trên vỉa hè giống như bên Việt Nam mình. Okay, thank you. Okay, thank you. Đó. Thì rất là nhiều bạn thích mình nói về lịch sử, văn hóa. Đúng không bạn? Thì hôm nay là mình sẽ gọi là nói về văn hóa lịch sử cho bạn. Tại vì hôm nay chỗ mình đang đứng này và mình đặt chân tới New York là trúng ngày gọi là ngày 11 tháng 9. Thì đây là gọi là kỷ niệm đúng 20 năm vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 xảy ra ở tại New York. Chúng tôi sẽ qua bên đó và review cho mình coi thử là hôm nay là họ tưởng niệm như thế nào. Các bạn biết không, New York thì là thành phố rất là giàu của tại Mỹ. Thì GDP của nó là tầm khoảng tới 800 tỷ đô. Thì nếu mà nó tách ra một quốc gia có chủ quyền riêng thì nó giàu thứ 8 trên thế giới luôn các bạn. Thì riêng vùng New York này bạn biết thì nó giàu như vậy, nên tập đoàn kinh tế, tài chính, tài nọ là giao thương, thương mại là nằm tại đây. Và rất là kẹt xe, bạn đi kẹt xe thấy mẹ luôn. Từ mình ở khách sạn là phải ở ngoài vùng ngoại ô đó để mình vô đây. Đây cái trường của mình là nằm ngoài ngoại ô á. Rồi mình vô đây mình chơi review cho các bạn xem. Giữ xe ở đây một giờ là giữ xe là 33 đồng, tương đương với khoảng tầm gần 700 ngàn tiền giữ xe một giờ nha các bạn. Các bạn nào đi du lịch đó thì tốt nhất là thuê những khách sạn ở chỗ đây. Giá cũng không có bao nhiêu tiền hết, giá cả một khách sạn có tầm 200 đô thôi. Bạn ở đây rồi bạn đi xuống bộ đi xuống đây chơi du lịch nó dễ hơn.
thì rất là nhiều bạn thích mình nói về lịch sử, nên hôm nay mình sẽ nói về lịch sử nhiều hơn về vùng New York, rồi về vụ 11 tháng 9 khủng bố như thế nào. Rất là nhiều bạn gọi là biết qua vụ khủng bố này nọ các kiểu, nhưng mà biết về nguyên nhân rồi tại sao xảy ra rồi ý nghĩa như thế nào nào, thì bây giờ theo chúng mình đi qua bên đó coi thử là chỗ đó họ làm tưởng niệm như thế nào. Ok, theo chúng mình qua coi thử hot dog này ngon các bạn. Đây các bạn, chỗ này là có những cái xe đẩy bán, rồi sẽ là bán hot dog cái gì chicken cái bát tùm lum á, vô mình mua thử các bạn. Hai đó, mình qua đây coi nè các bạn. À, big size, yeah. Đây bạn, nguyên cái tiệm xe ở tại Mỹ là hay là sẽ bán hot dog ngay tại Times Square các bạn. Đây mình coi nè. Yes. How much for one? How much for one? Yes, $5. Ah. $5. How much? Would you like ketchup? Yes, ketchup. Đó. Để làm hot dog tại New York. Ketchup? Yes, please. Yeah. Yes. On. Thank you. What is this? Sauerkraut. Okay. Yes. Yeah. $5. $5 each. Okay. That's so. Đây các bạn. À. Thế. Ketchup. Ok. Em ăn gì? Ok. The same. Đang làm không? Ok. Thank you. Đây. Mình đứng đây nè, đứng đây là cái view tiệm nè. Đây bạn, mình đã mua thử hot dog ở tại Mỹ rồi, thử sao bên cầm giùm anh cái này của mình nè. No, thank you. À. Thì đây là tại hot dog khi tới New York là phải ăn thử các bạn. Đây là món thịt chân đường phố tại New York. 5 đồng một cái. Nó tương đương với bạn ăn McDonald's á. Thử nha, ăn thử nha. Trời nó chua. Má nó chua chứ. À, hình như cái nãy là ổng ngâm cái gì đó trong chua chua mà bạn, nếu mà bạn ăn chua được bạn nên không nên bỏ nó vô nha bạn. Thì nó là có bánh mì, ở trong có cái xúc xích. Các bạn biết không? Đi qua bên này á. Đi qua bên này á, trời má rất là kính. Nhiều ông hỏi cái kính này của tôi là gì mà đẹp này, nãy đem cái kính này kính của Đài O. Thì tôi mua cái này ở Việt Nam cũng có mười mấy, 16 triệu thôi. Nhiều ông hay hỏi. Đó. Thì mình phải ăn đủ cái vị của thằng gì quên tên nữa. Cái thằng hot dog ở tại Mỹ nên phải ăn nhiều vị, trời nó chua kinh khủng. Đây các bạn. Nói chung cái này nếu mà để ăn sáng cũng được các bạn. Tại bữa giờ mình ăn sáng như mình á. Tội là ăn mắc đồ nộ mà. Rồi ăn đi Minh. Đây mình đã đi tới cho bạn coi thử cái tòa nhà sau lưng của mình thì nó để trống thôi các bạn. Nó không có gì hết. Ở trước là có biển hiệu quảng cáo rất là nổi tiếng, bạn giờ xuất hiện khi nào mình chuẩn bị mình thuê xuất hiện cho này được không bạn? À. Thì nhìn bên hông các bạn thấy không? Những cái tòa nhà văn phòng nó trống trơn rồi, nó không có cho thuê kinh doanh gì, chỉ là thuê cái biển hiệu thôi. Nhìn rất là hoành tráng chạy lép. Cái chỗ này là ban đêm á, mình sẽ quay cho bạn coi thì ban đêm nó sẽ đẹp hơn, lên đèn này nọ đẹp hơn. Thì vẫn là hôm nay chính là review cho bạn coi vụ 11 tháng 9, tại hôm nay mình đi đúng ngày 1 tháng 9 mà các bạn. Là thật sự cái hot dog á bạn nhớ nha, không có bỏ mấy đồ chua chua nhiều nha, chua quá ăn không nổi, hai thằng ăn không nổi luôn. Ở đây thì rất là nhiều cảnh sát này nọ, cái biển rất là nổi tiếng, đó là tên là NYPD các bạn, gọi là New York Police Department. Nó là gọi là sở cảnh sát New York. Từ đó rất là nổi tiếng đúng không bạn?
Thì bạn biết ở đại lộ tại quảng trường Times Square này rất là to, cho nên có cái số từ số gì vậy, đường số 1 sang số 38, đường như tới số 50 mấy 60 luôn các bạn. Thì vẫn là đường chính của nó là đường số 6, số 9. Bạn dễ nhớ nha, đường 69 là đường ở tại Times Square. Bây giờ cái chỗ này là cái chỗ sâu luôn, mình là mới là trung tâm. Bây giờ mình đi thẳng vô trung tâm nó cho bạn coi thử là ngay trung tâm quảng trường Times Square có gì. Đó, hiện tại là dịch giả này nọ nó cũng đã đỡ rồi các bạn, họ cũng không đeo khẩu trang gì nhiều hết. Ok, đi theo chúng mình. Bạn có nhận thấy một điều là kiến trúc tòa nhà chập chờn ở tại New York so với Chicago thì bạn thấy bên nào đẹp hơn các bạn? Thật sự là bên Chicago là họ có một cái kiểu kiến trúc rất là đẹp, họ xây theo kiểu có art đó, bạn có nghệ thuật, có mỹ thuật. Thì bên New York thì họ xây nhìn cũng khá là lộn xộn, thì nhưng mà đặc điểm của nó là trung tâm tài chính kinh tế của thế giới, nên bạn nhìn thấy có những tòa nhà chập chờn và cao nhất thế giới, đó là tòa Empire State với lại tòa WTC, với lại thứ hai nữa là tòa One World Trade Center các bạn. Thì ba tòa nhà này là chiếm cao nhất thế giới luôn các bạn. Bây giờ theo chân mình đi khám phá từ từ. Đây bạn nhìn này, chỗ này có những cái góc ngã tư là họ sẽ bán gọi là hot dog các bạn. Dọc nguyên này nè, đi qua đường đông không? LV. Thì bạn đi họ cho bạn coi thử là tình hình này. Đây là hôm nay là ngày 11 tháng 9 là ngày kỷ niệm 20 năm khủng bố ở tại Mỹ, thì lượng khách du lịch rất là đông không ạ. Đó, thì bên kia đường là quảng trường họ tổ chức nhảy nhót hội họp, ở đây người ta quay phim chụp ảnh rồi nhiều các bạn, mấy quay mấy đồ rồi người ta đang kỷ niệm ngày 20 tháng 9, ngày 11 tháng 9 20 năm nên họ sẽ ra đây họ quay không khí. Hôm nay là ngày 11 tháng 9 nên họ ra đường cũng rất là đông các bạn ạ. Thì các máy quay truyền hình CNN, BBC rất là nhiều, họ đang quay mình các bạn. Nên nhiều khi bạn coi TV nhiều thấy mình đó. Tại vì họ đang trực tiếp, họ đang quay là không khí ngày 11 tháng 9 như thế nào. Thì có thể video này mình lên video là sẽ là chậm hơn ngày 11 tháng 9. Nhưng mà nhiều khi bạn đang coi TV là có mình trên đó đó. Nãy giờ mình thấy máy quay bự của máy đài truyền hình ra đây quay quá trời luôn. Thì chỗ này, chỗ này có cái đu quay chỗ này các bạn. Đó, không khí đây là cái góc ngã tư. Chỗ đường mình đang đi là đường 46. Đây là chỗ họ cái biển quảng cáo bự các bạn, thấy không? Nè, đây quảng trường thời đại luôn. Rồi đây, đây là tượng của ai đây? Cô Han. Đây, dọc đối diện hai bên là hai cái tòa nhà để quảng cáo các bạn. Broadway. À, chỗ này người nhỏ nữa. No no. Cái này là ngồi có stay lên chụp hình. Đứng này chụp hình gì sẽ cao nè. Chụp hình hot hay sao á. Đó, không khí 11 tháng 9. Đây là những cái tòa nhà chập chờn ở tại New York. Biển quảng cáo cái này ban đêm xuống mới đẹp nè. Đây bạn sẽ lên trên cái này là cái stay. Đó, đây là Coca-Cola. Còn đang đi con nóc. Đây các bạn, ở lên đó, ở trên đỉnh của chỗ này sẽ nhìn xuống một vòng. Ở dưới đây có cái máy quay nè, cái đường quay.
đang quảng cáo cái Coca-Cola. Lần này chúng ta nhìn xuống thành phố New York 20 năm 11 tháng 9. Đó, không khí. Nhìn qua đây, đây là mình. Thì sau lưng qua đây thì đứng ở đây bạn sẽ nhìn xuống hết toàn cảnh. Thấy sao các bạn? Thấy đã không bạn? Thì nói chung là mình nhìn thấy buổi sáng thì nó khá là lộn xộn, nhưng mà cái này phải gọi là ban đêm nó lên đèn nó mới đẹp luôn. Ừ, đúng mình. Thì giờ đi xuống đi qua chỗ thăm tòa nhà bị sập các bạn, vụ 11 tháng 9 là chính. Thì cái chỗ này quảng trường Marathon này nọ, sau này mình sẽ có dịp sẽ review rất là nhiều. Tại vì mình ở đây mà các bạn. Ở đây thì bạn biết cái giá nhà đất ở đây rất là mắc, nó là tới 400 triệu một mét vuông luôn các bạn. Nhưng mà nếu mà so với Việt Nam mình ở tại Hà Nội này nọ thì không nghĩa địa, có những cái mảnh đất lô là tới 1 tỷ một mét vuông luôn. Nhưng mà ở New York này gọi là đắt đỏ nhất hành tinh rồi các bạn, là 400 triệu một mét vuông. Là khoảng tầm mười mấy 20 ngàn đô các bạn. Thì mình sẽ ở đây và mình sẽ sống ở tại đây khoảng tầm nửa năm để học tiếng Anh. Thì mình sẽ thuê nhà đâu đó khoảng tầm 50 triệu một tháng, khoảng tầm 2 ngàn đô. Thì bạn nào có biết apartment nào ở chỗ này thì liên hệ mình. Mình cần thuê một cái apartment để mình ở đây nửa năm các bạn. Thì tài chính mình khoảng là 50 triệu một tháng nha các bạn, là 2 ngàn đô. Ok, giờ thì cho mình đi qua bên kia. Một điều gọi là thú vị đó cho bạn biết, thì bữa mình nói là New York đó là nơi gọi là tập hợp người da đen đông nhất ở tại Mỹ này. Và khi mà các vụ mà người châu Á mà bị kỳ thị này nọ trên nước Mỹ thì đa số là New York đi, bạn đi ở Manhattan này, quảng trường thời đại này là sẽ bị mấy tụi da đen rồi nó quýnh, nó kỳ thị trên quảng trường này các bạn. Thì mình đi sau lưng mình có thằng Minh là vệ sĩ nên khá là an tâm, nó không sao hết. Cần hết tất cả mọi loại các bạn. Bên này sẽ có một cái rất là nổi tiếng là I Love New York, các bạn thấy không? Một cái icon. Thì bạn sẽ qua đó mua quà lưu niệm. Nói chung ở Mỹ bạn đi ở New York này, do bạn thấy trên TV, trên mạng thì lâu lâu có một vụ nó đăng vậy, chứ thật sự đi cũng khá là an toàn các bạn. Cảnh sát police đứng đầy luôn, ngã tư nào cũng đứng chục chiếc á. Nên tụi nó cũng không dám manh động các bạn, chủ yếu là phụ nữ đi một mình rồi ban đêm này nọ rồi nó mới làm cái trò đó. Ok bạn, thì mình đang đứng ngay cái chỗ đó, tòa nhà trụ sở chính của tờ New York Times rất là nổi tiếng đây các bạn. Sau lưng mình này thì quảng trường thời đại, là quảng trường Times Square lấy tên từ tòa nhà rất là nổi tiếng này. Tòa nhà này được xây năm 1902 á. Thì New York Times giờ về đây thì quảng trường thời đại đổi tên thành Times Square luôn các bạn. Đó, sau lưng mình thì mình vô tới đó cho bạn coi cái cổng vô sao này nọ các bạn. Cái chỗ này vẫn là cái trên cái gọi là cái quảng trường thời đại, nhưng mà nó là cái đường gọi là đường số mấy để mình coi thử coi. À, đây là đường số 8. Bên này là tàu điện ngầm. Đây, tàu điện ngầm chỗ này, hướng bên này xíu bạn. À. Đây các bạn, mình đã đi tới cái chỗ trước cái tòa nhà The New York Times. Đây là tờ báo rất là nổi tiếng ở tại Mỹ rồi các bạn. Rất là nhiều độc giả ở tại New York. Thì chỗ này là có xe buýt rồi, bạn có thể xe buýt đi trên đi đồ này nọ. Trên này là tàu điện ngầm này nọ nữa nè các bạn. Đầy đủ. À. Ok. Mình đã review cho bạn coi thử là New York Times trong này như thế nào đi vô với cái mẻ này nọ trước này đó bạn. Nó giống như đài truyền hình ở bên mình á. Thì bây giờ mình sẽ đi qua bên.
Ok bạn, thì hiện tại mình đang đứng ngay cái chỗ rất là nổi tiếng ở trên thế giới luôn. Cái chỗ này là gọi là ngày xưa là không tặc đã đánh vô gọi là tòa tháp đôi trung tâm tài chính của Mỹ, rất là nổi tiếng. Thì tòa tháp đôi đã bị sụp xuống. Là cái chỗ sau lưng mình rất là đông người, hiện tại là đây đúng 20 năm kỷ niệm ngày đánh bom, ngày mà không tặc đâm vô tòa tháp đôi các bạn. Thì rất là đông cảnh sát chỗ đây, người dân tới đây họ tưởng niệm. Thì bên đây hướng bên mình là chỗ này, thì bạn nhìn thấy chỗ này là sẽ là cái tòa nhà gọi là One World Trade Center các bạn. Đó, OneWTC. Thì tòa nhà này mọc lên để thay thế cái tòa nhà, hai tòa nhà bị sập bên này. Thì chiều cao của cái tòa tháp này là nó cao đúng 1776 feet. Mình hướng bên này nè mình. Đó, thì nó cao đúng 1776 feet. Thì bạn bữa trước video mình nói ở video gọi là ở núi Rushmore, thì ngày 4 tháng 7 năm 1776, thì đó là ngày gọi là tuyên ngôn độc lập được đọc các bạn. Thì đó là ngày giải phóng của nước Mỹ. Thì tòa tháp này sau đó được xây lên đúng với chiều ngày 5776 feet luôn các bạn. Thì quy ra mét cho bạn hiểu là nó cao gọi là 541 mét, là cao nhất ở tại bờ Tây của nước Mỹ, là cao nhất ở tại Mỹ luôn. Là tòa tháp này có thể tên gọi là Freedom Tower, tòa tháp tự do luôn nha các bạn. Đó, hoặc là bạn có thể gọi là tòa tháp World Trade Center. Trời ơi nó hú. Thì để dính dung là nó cao hơn tòa tháp Landmark ở Việt Nam mình là 100 mét. Tổng chiều cao của nó là 104 tầng. Đó, thiết kế chỗ này là nó rất là nhiều building, cao ốc. Thì bây giờ theo chân mình thì mình dẫn các bạn qua coi cái chỗ gọi là đánh bom tổ mà ngày xưa là không tặc tấn công như thế nào các bạn. Coi đài tưởng niệm vụ 11 tháng 9. Chị Minh, thì sau lưng mình sẽ là cái chỗ mà cái chân hai tòa tháp đôi ngày xưa lúc mà 2001 là nó còn nằm ở đây. Thì hôm nay rất là nhiều người tới đây để tham quan tưởng niệm. Đây là đường phố ngay ở dưới xung quanh, các bạn coi nè, mình quay một vòng bạn coi đó, thấy không, che cổ ở New York đó, xung quanh là cái tòa nhà là nó. Ok, theo chúng mình đi qua các bạn. Đây, thì hôm nay qua sẽ rất là nhiều phóng viên là truyền hình ở tại Mỹ đó, sẽ quay chúng mình nha các bạn. Thì video này có thể lên sau ngày 11 tháng 9, nhưng mà hôm nay là phóng viên rất là nhiều. Đây. Đây là ở vòng ngoài các bạn. Thì bạn biết bây giờ mình phải đứng ở đây chờ một chút. Tại vì hôm nay là các lãnh đạo ở tại Mỹ sẽ tới đây thăm viếng và kỷ niệm rất là lớn 20 năm. Ví như sau lưng mình là bạn thấy có phóng viên đang đứng quay nè, bạn sau lưng mình nè. Đó, phóng viên đang đứng quay trực tiếp ở trên các đài rất là lớn, INC, BBC này nọ, các bạn nhớ coi nha các bạn. Thì hôm nay mình đang trực tiếp. Thì trong đó là lãnh đạo đang đứng trong đó rất là nhiều, bạn vợ mình dỡ cao lên nè. Đây mình sẽ quay cho bạn coi là trong này lãnh đạo đang đi tham quan. Đó, rất là nhiều lãnh đạo trong này đi tham quan. Thì tập đoàn người dân sẽ đứng ngoài đây để chờ, sẽ đứng chờ một chút bạn. Cảnh sát rất là nhiều. Thì dọc bên này thì bạn nhìn hướng bên này là sẽ là tòa tháp hoặc quay xem tờ đúng rồi, hoặc chơi xem tờ chứ là lớn. Ok các bạn, thì hiện tại là trong đó là các nguyên thủ lãnh đạo đang tham quan làm việc trước. Thì mình dân đen nên sẽ đứng đây tới tầm 3 giờ chiều. Thì khoảng tầm 15 phút nữa là sẽ được vô trong nó tham quan các bạn. Thì mọi người dân đang đứng đây là khoảng tầm tới 3 giờ chiều là được mở ra đi vô thăm. Thì mình sẽ nói tiếp cho các bạn. Nói chung là mình làm phải lãnh đạo thăm trước các bạn, sau đó sẽ quay làm này nọ các kiểu trong đó. Trong đó đông lắm, cảnh sát, cảnh đồ tùm lum á. Chỗ này có cái cổng vô bạn thấy không, nó dựng cái này lên, cái là khi nào ai đi ngang qua mà được phép bấm thì cái này nó hạ xuống. Chỗ này giờ canh gác rất là cẩn mật các bạn ạ. À, từ khi vụ mà không tặc xong là được canh rất là cẩn thận đó. Phải có giấy, có thẻ, đeo thẻ mới được ra vô chỗ này các bạn. Phóng viên tác nghiệp rồi, mình em phải phóng viên tác nghiệp của mình.
mình đã chờ chuẩn bị tới đó, ở bên kia mở cửa vô các bạn đông à. Giờ theo mình vô, tại biết sao các bạn hôm nay là lãnh đạo tổng thống Mỹ rồi nọ rồi đó, sẽ tới đây thăm này nọ, người ta sẽ họ bảo vệ kỹ các bạn. Mới 3 giờ chiều là mấy lãnh đạo đi hết là bắt đầu tới phiên dân đen vô. Ok, bây giờ di chuyển qua bên kia đi vô các bạn. Ok các bạn vô các bạn, mở cửa rồi. Đây, không khí xung quanh sau khi nãy giờ chờ nửa tiếng đồng hồ các bạn. Thì sau khi các anh lãnh đạo đi rồi, tổng thống Mỹ đi rồi các bạn, thì giờ mới tới phiên họ dân đen. Đây, vô đây cho các bạn coi cái chỗ mà chân tòa tháp nè các bạn. Trời ơi, quay cho bạn coi chân tòa tháp nè, đông quá không chịu nổi. Rất là sâu, khung cảnh rất là đông nha các bạn. À, rất là đông nè. Chân tòa tháp rất là to. À, cái vòm có thể mấy cái vòm không bạn? Dạ bạn. Ừ, bác sẽ tặng hoa, để hoa nè. Dòng người đi vô họ ngày tưởng niệm 20 năm. Kinh khủng. Không thể nào hình dung được. Đây là các loại các tên nữa các bạn. Đây. Chỗ này là các loại tên những người mà đã nằm xuống ở tại vụ 11 tháng 9. Cờ hoa hồng, hoa đỏ đây hoa thiệt nha các bạn. Sau khi lãnh đạo vô thăm, mình còn gần lại mình quay với bạn coi nè. Tên nè. Đó. Hàng dài luôn nha các bạn. Ừ. Hàng dài luôn. Rất là đông, rất là đông người Mỹ full hết. 20 năm ở đây có một cái hố nó chảy nước xuống. Phải không? Rất là đẹp. Và khi bạn nhìn hướng đó, bạn đứng chỗ này thì bạn thấy mọc xa xa lên là cái tòa nhà họ cao nhất ở tại nước Mỹ. Đó, đây là đi tiếp các bạn. À, đông không? Các bạn thấy sao hả? Tình hình đó họ hôm nay là tất cả người Mỹ đều đổ dồn về New York và đổ dồn về họ đài tưởng niệm các nạn nhân 11 tháng 9. Quá là đông cho bạn coi không cảnh à. Ở bên này thì có một cái tòa nhà họ làm trong này là bảo tàng, họ chứa trong này là rất là nhiều hình ảnh và tư liệu quý. Đây là tòa tháp, thì chúng ta có hai tháp đôi bạn, tháp phía nam, tháp phía bắc. Thì đây là tháp phía nam. Đây là tháp phía nam nữa các bạn. Rất là đông. Đây là hướng của tháp phía nam, họ cũng cắm cờ góc đồ rất là đẹp các bạn, full cờ luôn. Right. Quick. Come on.
Ok các bạn, bây giờ là mình đang đứng ở chỗ đây mà hiện tại là xung quanh mình rất là đông người Mỹ hoặc là khách du khách tới tham quan ngay tại đài tưởng niệm vụ 11 tháng 9 vụ không tặc. Thì họ dẫn dịp đây mình sẽ gọi là nói cho bạn biết là nguyên nhân tại sao rồi kết quả ý nghĩa của vụ này như thế nào. Nhiều khi bạn nghe nhiều nhưng mà bạn không biết là nguyên nhân xảy ra như thế nào rồi thiệt hại đối với nước Mỹ ra sao. Thì rất là nhiều bạn thích nghe lịch sử, kêu thầy Khoa giảng lịch sử nghe hấp dẫn hơn là nhiều khi coi TV báo đài nghe trên lớp buồn ngủ. Đó, ok không? Bây giờ mình sẽ giải thích cho bạn nghe hiểu nha. Thì sau khi vụ 11 tháng 9 nổ ra và làm chết gần 3.000 người Mỹ, đó là 2.977 người Mỹ, thì bạn biết cả thế giới cùng bàng hoàng sửng sốt luôn các bạn, sửng sốt luôn. Thì nhà thờ Đức Bà là rất là nổi tiếng ở Paris đã vang chuông liên tục, gọi là để gọi là tưởng nhớ tới nạn nhân các bạn. Thì khắp người dân trên thế giới đều cầu nguyện cho nước Mỹ. Và nhưng mà rất là đặc biệt đó là những người mà bên với nước Trung Đông thì họ rất là hả hê các bạn à. Thì trong đó có một nước rất là hả hê đó là Iraq. Thì các bạn biết là Saddam Hussein Iraq. Thì cái chuyện cái nước Trung Đông hả hê như thế nào chúng ta sẽ nói tiếp tục ở phía sau. Thì các bạn biết đó, thì sau khi vụ tháng 9 nổ ra là cả thế giới cùng bàng hoàng, thì lúc đó thủ tướng Anh thì bay qua nước Mỹ gặp tổng thống George Bush. Thì ông Bush lúc đó ông nói là đúng là mày đúng là anh em tốt của tao rồi mãi bên nhau bạn nhí, các bạn biết không? Là kêu là chỉ có mỗi cái nước Anh là đồng minh rất là tốt nhất của nước Mỹ. Thì lúc đó là thủ tướng Anh mới bay hết khắp cả các nước trên thế giới để gọi là tụ hợp lại một cái gọi là một cái đội quân rất là hùng hậu, gọi là chống khủng bố, đặc biệt là sẽ đánh qua phía bên Afghanistan. Cái bạn Afghanistan lúc đó là Taliban đang nắm quyền, thì lúc đó Taliban đang dung dưỡng cho gọi là Osama bin Laden. Lúc đó Mỹ nói là Taliban hãy giao nộp Osama bin Laden ra, thì bên Taliban nói là không. Thì lúc đó là Mỹ, bạn biết là Mỹ các anh em đồng minh nó đổ bộ xuống lúc đó tháng 12/2001, thì là Mỹ mới đổ bộ xuống Afghanistan, của nó huy động một lực lượng rất là khổng lồ các bạn. Bạn biết là lúc mà nước Mỹ này cái vụ 1 tháng 9 là chết gần 3.000 người và thiệt hại gần 10 tỷ đô. Thì sau đó 20 năm Mỹ xa lại Afghanistan là đốt biết bạn như nhau 15.000 quân, và lúc đó là tiêu tốn hơn 6.000 tỷ đô chỉ để gọi là phục thù các bạn. Bạn biết cái đây là gọi nỗi ô nhục của nước Mỹ. Nước Mỹ chỉ qua trải qua đúng 2 vụ tấn công gọi là đẫm máu trên đất của nước Mỹ. Và riêng cái vụ 11 tháng 9 này là chỉ là lần đầu tiên khi mà lập quốc nước Mỹ gọi là bị một thế lực bên ngoài là tấn công trên chính đất liền các bạn à. Vụ đầu tiên đó là xảy ra vụ Trân Châu Cảng của Nhật Bản vào ngày 7/12/1941. Thì lúc đó là Trân Châu Cảng là Nhật đánh lén trên quần đảo Hawaii của nước Mỹ các bạn, làm tổn thất 2.400 nhân mạng. Thì lúc đó là nước Mặt, sau đó bạn biết hậu quả như thế nào rồi. Mỹ thả đúng 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki các bạn. Thì lúc đó ông Bush ông nói là bà mẹ cái thằng đó Osama bin Laden này rất là ghê nha, mày chơi thẳng trên đó, niềm tự hào của nước Mỹ đó là tòa tháp đôi, trung tâm tài chính kinh tế của thế giới, niềm tự hào của nước Mỹ, mà nó đánh sập luôn 2 tòa tháp đôi. Các bạn biết là lúc đó cay lắm, lúc đó ông Bush ông nói ta sẽ cày từng tấc đất của Trung Đông, mình sẽ cày cho được thằng Osama bin Laden lên các bạn. Thì lúc đó là CIA, FBI thì treo thưởng cho đó mỗi thông tin manh mối của bin Laden là treo thưởng tới 25 triệu đô la lận các bạn. Thì các bạn biết lúc đó Mỹ là cây Osama bin Laden cỡ nào. Thì quay ngược về chúng ta nói về bên Afghanistan, Taliban rất là nổi tiếng. Hiện giờ là bạn thấy là Taliban đánh xuống Kabul và tòa tổng thống đó, Afghanistan chạy đào thoát ra nước ngoài rồi lộn xộn ở Afghanistan như thế nào, rồi người dân Kabul là đeo thêm máy bay rớt xuống như thế nào. Thì đó, thì chúng ta quay ngược về thời gian gọi là 20 năm trước, thì Mỹ đem quân xuống Afghanistan và lật đổ chính quyền của Taliban. Thì Taliban đó đã bị đánh dạt về phía miền núi các bạn, sau đó đánh du kích thì lập lên chính quyền mới thân với Mỹ. Thì đúng 20 năm sau là ngày hôm nay thì quân đội Mỹ đã rút đi hết khỏi tại Afghanistan và Taliban lại đánh chiếm về lại Kabul các bạn. Đó, các bạn dễ hiểu hình dung là bối cảnh mình giải thích rất là ngắn gọn trong vòng 5 phút, bạn hiểu được là tại sao Mỹ đánh xuống Afghanistan, là Taliban là ai. Thì bạn biết là Taliban trong tiếng của Ả Rập có nghĩa là các sinh viên. Các bạn biết là Taliban tiếng Ả Rập nghĩa là sinh viên nhé. Các bạn nghĩa là cái phong trào sinh viên nổi dậy ở tại Afghanistan. Chúng ta tiếp tục nói là tại sao Osama bin Laden lại muốn đánh khủng bố vô nước Mỹ các bạn. Các bạn hiểu vấn đề gì nè. Quay ngược lại thời gian ở các cuộc chiến tranh vùng vịnh, các cuộc bão táp sa mạc đánh ở tại Iran, Iraq rồi Kuwait, Yemen rất là nhiều. Thì mình không nói về gọi là lịch sử Trung Đông tại vì nó rất là phức tạp. Khi mà mình qua bên Dubai hoặc là Qatar mình đã nói sơ sơ cho bạn nghe về lịch sử Trung Đông cũng một ít rồi. Thì sau này mình qua Iran, Iraq hoặc là mình qua Pakistan mình review thì mình sẽ nói kỹ hơn về lịch sử Trung Đông ở phía vùng gọi là Trung Á đó, Tây Á đó. Thì nhiều bạn chưa có biết nhưng mà chắc chắn sẽ có series gọi là đi Iran, Iraq, Afghanistan, đào sâu vô trong đó lịch sử cho bạn biết. Palestine
Palestine, Israel là cái gì. Nhưng nên hôm nay là mình sẽ không có nói sâu, nói sâu nhiều khi bạn sẽ không có hiểu. Chúng ta sẽ nói gắn gọn thôi. Thì lúc đó là Mỹ, lúc đó là đem quân đánh rất là nhiều, đánh gọi là Iran, Iraq, Kuwait, Yemen rất là nhiều. Thì lúc đó Osama Bin Laden là ổng theo đạo Hồi. Thì các bạn biết rồi, ổng lãnh đạo Hồi, ổng sẽ đưa ra một cái luật rất là hay, đó là luật thánh chiến. Nghĩa là ổng đưa ra một cái đạo luật, nghĩa là bất kể người theo đạo Hồi nào mà gặp người Mỹ là phải giết người Mỹ. Có nghĩa là bất kể nó đâu, không phải trên đất Mỹ các bạn à. Tại vì ổng nói là vì nước Mỹ đã xâm phạm đến gọi là đất, vùng đất thần thánh của người Hồi. Các bạn biết vùng đất thần thánh của người Hồi đó là cả nguyên cái vùng Trung Đông nha các bạn, chứ không phải riêng một nước nào đâu. Thì ông mới khơi dậy gọi là lòng yêu nước, lòng gọi là theo luật đạo Hồi. Có nghĩa là phải đánh bom liều chết cũng được, nhưng là phải bảo vệ họ gọi là cái vùng đất thánh của vùng Trung Đông. Đó, giờ cho bạn dễ hiểu như vậy. Thì đó là lý do tại sao mà khi mà vụ 1 tháng 9 này xảy ra, các bạn biết rất là nhiều người dân ở Mỹ này là gọi là rất là ghét người Hồi, cũng giống như là người Trung Quốc hiện tại bây giờ là gây ra gọi là cái dịch gọi là dịch Covid đó các bạn ạ. Thì người Trung Quốc bị kỳ thị trên đất Mỹ. Thì lúc ngày 2001 thì vụ 11 tháng 9 này nổ ra thì tất cả của người Hồi đều bị kỳ thị, kể cả người Ấn Độ nha các bạn. Người Ấn Độ họ theo đạo, có người theo gọi là người Sikh, là họ quấn cái khăn này nọ giống như là quấn theo kiểu này giống như là bảo vệ của ông Johnny Đen đó các bạn, của anh, nhưng mà anh Johnny Đen thì là quấn cái khăn như vậy. Thì họ kỳ thị hết tất cả người đạo Hồi, hoặc là người theo đạo Sikh luôn các bạn, của người ở Ấn Độ luôn đó, thì y chang người Trung Quốc bây giờ luôn các bạn. Thì đó là sau khi vụ 11 tháng 9 nổ ra thì bạn biết ở lịch sử ngành hàng không đã thay đổi gọi là 180 độ. Bạn biết ngày xưa tại sao không tặc đi lên trên máy bay khống chế được các bạn, họ đem theo dao, họ đem theo dao bấm được các bạn, lúc đó đi lên máy bay rất là dễ. Thì sau 11 tháng 9 thì bên Mỹ mới tập ra một gọi là bộ an ninh nội địa. Đây là bộ an ninh nội địa là nó khác chứ lại CIA nha. CIA là lấy thu thập thông tin tình báo ở nước ngoài, sau đó là đưa về Mỹ để chuẩn bị phòng thủ hoặc là lật chế độ, lật nước này nước nọ. Thì lúc đó chính phủ mới đủ thừa là CIA rất là yếu kém, tại sao không nắm được thông tin của không tặc. Không tặc tới 19 thằng lên cướp 4 chiếc máy bay mà không biết một thông tin gì hết. Đó, thì lúc đó là Mỹ cay quấy mới lập gọi là gặp bộ an ninh nội địa. Đây là bộ gọi là được trao một cái quyền gọi là rất là lớn. Lúc đó bạn biết khi mình nói về lịch sử của Rushmore là hiến pháp có trong một ba tu chính án đầu, đó là quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do cá nhân rất là nhiều. Thì khi bộ an ninh nội địa này được lập ra thì nó được quyền xâm phạm tới gọi là tin nhắn của các bạn, của mail của các bạn, ghi mà bạn gửi mail từ nước Mỹ đi qua nước ngoài hoặc nước ngoài gửi về lại nước Mỹ đều được gọi là kiểm soát, gọi là không cải phân thông qua bất kỳ cơ quan nào luôn các bạn à. Nghĩa là được trực tiếp kiểm tra, nghe lén rồi đọc tin nhắn tất cả các thứ luôn các bạn. Và sau đó lịch sử hàng không được thay đổi, nghĩa là bạn khi bạn qua bên sân bay bạn phải gọi là tháo giày nè, tháo dây nịch nè, bạn không phải bỏ hết tất cả chất lỏng ra nè, bạn phải bỏ laptop ra khỏi túi sách nè, sau đó bạn sẽ quét hết tất cả toàn thân, hành lý, sách tay, hành lý ký gửi đều soi chiếu hết. Nhưng mà trước 2001 là hầu như là rất là dễ, bạn đi lên rất là dễ các bạn à, bạn không có bị kiểm soát như vậy đó. Thì bạn biết là bây giờ nước Mỹ nó tan thương thì cái vụ này gọi là dạ nói là gì ta, hôm nay người ta đi tới tưởng niệm rất là đông, nhiều người vẫn còn khóc, mà 20 năm sau mà nhiều người vẫn còn ở gọi là rất là khóc nức nở ở đây các bạn. Thì các nước mà mình đã nói lúc đầu là không có khóc thương cho nước Mỹ rất là hả ha, thì đều lãnh rất hậu quả rất là nặng nề các bạn. Mỹ ai với Mỹ rất là thù dai các bạn, mà nó nhớ lại là con thử là nước nào hả hê nè, Iraq hả hê nè, đúng không? Xong rồi nhìn qua mấy nước khác là ví dụ như là Pakistan nè, rồi nhìn qua Afghanistan nè, đó những cái nước đó hả hê là bạn biết rồi, sau này cái nước đó bị cày nát tưng bừng luôn các bạn. Thì như thế nào thì mình sẽ hẹn các bạn ở series mà Trung Đông, bây giờ mình chỉ nói về vụ 11 tháng 9 này thôi đó. Thì ảnh hưởng sâu sắc với người Mỹ đến nỗi mà bây giờ bạn thấy không, sau 20 năm thì họ tập hợp về đây rất là đông, lòng hoa tưởng niệm rồi hoa hồng, hoa đồ, rồi cờ đầy đủ, kinh khủng đông đó. Thì mình để cho bạn dễ hiểu vậy, nhưng mà nghĩa là Osama Bin Laden họ cũng muốn trả thù lại nước Mỹ ngày xưa là đi gọi là thánh bom, thả bom rất là nhiều trên đất Trung Đông, đây là vùng đất thánh của người Hồi. Thì ổng kích động một gọi là phong trào thánh chiến, gọi là nên đó là lý do tại sao ổng tập hợp được một 19 người rất là giỏi, gọi là người gọi là sinh viên tài năng luôn cho bạn dễ hiểu. Ở Bách Khoa gọi là có sinh viên tài năng, thì đây là 19 người rất là tài năng, nghĩa là khủng bố mà biết lái được máy bay luôn, là được đào tạo lái máy bay rồi được đào tạo khống chế các tiếp viên rồi các pilot này nọ luôn các bạn.
thì ổng bỏ ra khoảng tầm gọi là nửa triệu đô la để đào tạo 19 người này. Lái được máy bay trực thăng, bạn biết đó, khi mà lái máy bay tốc độ cao á rất là khó để control, là tại sao nó bay thẳng, nó đâm thẳng vô đúng cái tòa tháp rồi các bạn. Bạn nhìn cái tòa tháp đây nè, nó bay hướng từ bờ đông qua bờ tây, nghĩa là cái chuyến máy bay bay từ bờ đông bay qua bên California, bay tới Los Angeles các bạn, rồi bay tới San Francisco thì mình review bạn hết rồi. Thì nó bay tới giữa chừng thì nó vòng đầu lại, nó đâm vô chỗ này, và bạn biết khi đâm vô một mục tiêu là trực, là các bạn biết pilot là nó giỏi cỡ nào các bạn. Máy bay rất là to mà ôm nó quằn đầu lại, nhưng bạn lái ô tô xe máy, bạn lái ô tô không mà lái quằn đầu lại rất là khó rồi, đây là lái máy bay quằn đầu lại đâm vô. Mà lúc đó cục hàng không, quản lý hàng không liên bang FAA lại không nắm được thông tin, CIA lại không nắm được thông tin đó. Thì hai chiếc đâm vô bờ tháp đông, tháp bắc, tháp nam ở tại New York. Một chiếc là đâm vô lầu 5 góc thì làm chết 125 người ở lầu 5 góc. Còn một chiếc nữa chuẩn bị bay vô đội Capitol. Capitol là mình sẽ review bạn ở sau, thì là gọi là tòa nhà quốc hội của tại Washington. Thì nó đâm, nó bay tới giữa chừng thì nó rớt xuống Philadelphia. Thì cái bang đó là cái bang người da đen như rất là nhiều, thì mình sẽ review ở lần sau. Đó, cho bạn biết là 4 chiếc, thì 2 chiếc đâm vô tại đây, 1 chiếc đâm vô lầu 5 góc, còn 1 chiếc là rụng ngay tại Philadelphia. Đó, bà mẹ mỏi miệng quá. Thì không khí này mình sẽ up lên video lần sau, có thể các bạn đọc báo rồi bạn sẽ biết về thông tin vụ 11 tháng 9 này. Nhưng mà đây là trực tiếp, mình đã quay trực tiếp cho bạn coi là tại nước Mỹ kỷ niệm 20 năm, một gì rất là đặc biệt. Và mình đặt chân tới, thì hôm nay là một ngày buồn nên mình vô đây không thể vui được các bạn, ai cũng vui, ai cũng buồn hết. Mình vô đây vui chụp hè hè cười nó đấm thứ ba luôn các bạn đó. Thì bạn mình nói cho bạn biết là không phải cái vụ này sập xuống thì ai cũng đau buồn đâu bạn, có những nước rất là vui, và những vui như thế nào thì mình sẽ không đào sâu đó. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang ở giữa trung tâm quảng trường Times Square vào lúc 10:30 đêm các bạn. Thì đây gọi mệnh danh là thành phố không ngủ, nên buổi sáng mình đi tham quan review cho bạn coi khung cảnh buổi sáng ở tại Times Square như thế nào, rồi thăm vụ 11 tháng 9 như thế ra sao. Chủ yếu là 11 tháng 9 qua mình thăm ông tổng thống Joe Biden, rồi Barack Obama, rồi Bush, rồi Donald Trump thôi các bạn. Thì tối vẫn là mục đích chính là qua đây cho bạn coi không khí ở tại New York, quảng trường Times Square là ban đêm là đèn led lên như thế nào. Thì bạn thấy không gian đây rất là sôi nổi, sôi động các bạn. Ở đây là xung quanh 360 độ gọi là chỗ mình. Thì buổi sáng mình đi bạn thấy không có gì đặc biệt hết, tại vì nó không có lên đèn, nhưng mà buổi tối nó lên đèn rất là đẹp. Thì bạn thấy chỗ đây là buổi tối nó chỉ chơi nhảy nhót rồi bạn. Đấy, có đèn led, đèn lồ bạn thấy nhiều không? Xung quanh rồi người ta sẽ tụ họp chơi rồi này nọ, cái này nó giống như gọi là phố đi bộ ở tại Sài Gòn các bạn. Buổi tối thì để dễ hình dung thì bạn có thể leo lên trên khán đài ở sau, thì bạn sẽ nhìn xuống được không gian toàn cảnh ở dưới này nó dễ hơn. Thì nói cho bạn biết luôn á, thì ngày xưa là New York này là gọi là thủ đô nha các bạn, cái này gọi là thủ đô ngày xưa của tại Mỹ. Thì lúc mà ông Washington ông lên làm tổng thống năm 1789 thì là ở tại New York này. Thì sau đó mới dời về tòa Bạch Ốc ở tại gọi là Columbia, thì quận của nó là gọi là Washington DC. Thì là vào năm 1790 thì bắt đầu 91 bắt đầu là khởi công xây xong rồi, bắt đầu là đi về đó ở các bạn đó. Thì khởi công xây, lúc đó là khởi tay xong xây, thì đến năm 1800 thì lúc đó ông tổng thống đầu tiên vô ở tại tòa Bạch Ốc đó là ông John Adams. Thì mình không nói sâu về Nhà Trắng tại vì mình sẽ dành video riêng cho các bạn coi ở tại gọi là Washington đó. My God. Thank you. Trời ơi, làm thấy con chân quá, giật thích cái mình. Đó, thì bạn thấy sau lưng mình là cái tòa nhà mình nói là tới 23 triệu đô một năm, là gần 500 tỷ bạc chứ để không làm quảng cáo không đó các bạn. Thì ở tại New York này có hai cái loại bánh rất là nổi tiếng, đó là bánh gọi là bánh hot dog, thứ hai đó là cái bánh gọi là cái bánh bàn tay. Thì mình chưa review cho bạn xem, thì để chút nữa coi thứ cái nào bán mình review cho bạn coi luôn. Thì bữa nay tối nay đèn đẹp chứ bộ, đẹp mến. Thì bạn thấy ở đây là đi rất là an toàn, là tại vì cảnh sát police đứng rất là nhiều, rất là đông các bạn. Thì 11 tháng 9 thì tới đây thì ông tổng thống Donald Trump cũng tới đây nè, rồi ông Biden cũng tới, rồi ông Obama cũng tới, cũng đông lắm các bạn. Thì bữa mình sáng mình không vô được tại vì nó
nó bao lại để cho mấy nguyên thủ quốc gia, tổng thống họ họ thăm trước rồi mình thăm sau. Không khí nhộn nhịp quá, nhộn nhịp mình. Đó, cái đây là cái hoạt động đường phố. Thì bạn có thể thấy là khi bạn tới Tokyo, bạn tới gọi là Shibuya thì bạn thấy nó nhộn nhịp như thế nào, thì ở tại quảng trường thời đại cũng nhộn nhịp như vậy. Nhưng mà cái lượng người thì thật sự là cái lượng người tại Shibuya nó là số 1 thế giới các bạn. Ở bên Mỹ hoặc là Việt Nam, có thể là Việt Nam là kẹt xe máy, bên Mỹ là kẹt ô tô. Nhưng mà chỉ riêng văn hóa Nhật Bản là gọi là kẹt người các bạn. Người nó nêm với nhau là bạn không thể nào chen chúc được. Thật sự là cái văn hóa của Nhật Bản thật sự là nó là quá khác biệt các bạn. Shibuya vẫn là một trong những cái ngã 6, ngã 7, ngã 8, gọi là ngã 10 luôn, gọi là nhộn nhịp nhất thế giới. Đó, thì thật sự là sẽ nhộn nhịp hơn Times Square nhiều nha các bạn. Nhưng mà ở trường Times Square này nổi tiếng một cái đó là khi đón năm mới thì rác nó sẽ rất là nhiều, và mình đi buổi tối cho bạn coi thì thật sự rác nhiều lắm các bạn. Nó sẽ đầy luôn các bạn. Gì đây? Mà đánh cờ đồ độ nữa hả? Này đánh cờ độ nữa các bạn. Ai bị đây? Đi ở đây cho bạn coi cái bánh nổi tiếng ở tại New York mà sáng là mình ăn hot dog. Thật sự là nó rất là, I'm sorry, nó rất là chua. Thì giờ mình cho thử các bạn coi cái bánh này bánh khác. Đây các bạn, chỗ này có một cái bánh rất là nổi tiếng. Đây là cái bánh vòng tay các bạn. À, thì nó tên là Hot Riste. Ok, giờ mình sẽ ăn thử cái bánh này nó như thế nào. Mình qua đây là coi nè bạn. Hi, one, this. Give me a second. Ok. Đây là ông đang nướng bánh tại cái tiệm thơm phức. Chưa ăn gì nữa chứ. Đây là gà nè. Trên kia là xúc xích. Mình đi tới nó coi xúc xích. Đây là bán hot dog các bạn. Bì. How much? And hot dog only hot dog, not ketchup, not sauce. Okay. So if you want the regular size or a bigger size? What is this? That one is a small size, that one is a big size. Big? That one a little spicy. Okay, how much? Which one? This? Okay. Ketchup, mustard? No, okay. Can you do this for me? How much for on? On? How much? So it's gonna be 10. Huh? 10. 10, okay. Where are you from? Egypt. Oh, nice. I have been in Egypt. Pyramid. Oh. Yeah, in Athens. What, which city? Cairo. Cairo. Ah, nice. Thank you. Okay, bạn. Thì mình sẽ ăn thử cái bánh này. Rất là nổi tiếng ở tại New York. Thử nha. Cái bánh này nó xuất phát từ là ở bên châu Âu nha các bạn. Mình không nhớ không làm là bên vùng Đức hay là vùng Ý gì đó. Thử nè. Chỗ này á, nó là muối. Muối mặn. Thì cái này là không biết là bao nhiêu. Cái này bao nhiêu ta? Bỏ này cái. Ok. Cái bánh này mình miêu tả vị bạn là nó mặn, rồi nó lạc, rồi nó nổi tiếng tại vì nó là hình bàn tay. Về công nghệ PA của thì ai mà qua được hàng Mỹ các bạn. Nói chung là ăn nó dở dạng các bạn. Nó lạc và nó mặn các bạn. Không biết hiện tại sao, như ở Việt Nam mình có gọi là cái bánh mì, mà bánh mì Sài Gòn nóng hổi. Vừa thổi vừa ăn 5 giờ chiều, ăn cái chả lụa nó ngon lắm bạn. Còn cái này thì sao thử. Ok. Bây giờ mình xin phép thử lại cái này. Mình hút cái này nè mình. Bây giờ mình sẽ thử lại một cái. Bây giờ
Bây giờ mình sẽ thử lại cái hot dog này, tại vì buổi sáng đó, mình ăn nó mà xịt quá trời sốt luôn, nó chua quá, hai thằng dục vô thùng rác. Bây giờ mình chỉ ăn cái cục xúc xích như này không thôi. Xúc xích nó cay lắm ạ. Cục ở trong này xúc xích nó cay. Nó cũng không có mặn. Bạn bè cái này rất xì dầu vô ăn được đó các bạn. Không biết cái giúp cho như thế nào. Hi, excuse me, can I get you sauce? Ketchup? Yes, yes. Thank you. Okay, thank you. Thử các bạn. Sau khi học tiếng Anh xong mà các bạn B1 phải đòi là nói chuyện hết các bạn. Chém gió rồi xin ăn xin uống này đâu. Cái gì vậy? Cái gì mình cũng gió quá nhưng mà cái mình tự tin nha các bạn. Tự tin là mình có thừa luôn các bạn. Bà mẹ cái giúp lúc nó là tomato sauce cho nó phải là tương ớt kinsu. Cái này với kinsu ăn ngon hơn á. Nó chua lì à. Rồi ba. Mình ăn thử cái này đi Minh. Thử cho biết cái mùi vị. Để quay cầm nè, quay thử ăn thử anh cảm nhận thôi mình. Nơi cảm nhận đi mình. Ăn hướng bên kia kìa. Ăn cái đồ bên kia để cho mình ăn cảm nhận cái món bánh. Yo, what's good? Cảm nhận. Sao? Không nó cảm nhận luôn, mình ăn xong nó kêu nó không có nên cảm nhận luôn. Ok các bạn. Thôi nói chung là hôm nay là review cho bạn coi của tour New York ở City sơ sơ với bạn coi. Thật sự có nhiều cái mình vui review lắm, như là tòa nhà của ông Donald Trump nè, rồi tòa Empire State đại, nói chung là biểu tượng của New York nữa. Rất là nhiều thứ, nhưng mà tại vì mình ở đây nên mình sẽ không có review hết trong một cái video này đâu. Mình từ từ sẽ review cho bạn có nhiều thứ hay ho hấp dẫn, mình từ từ gọi là khám phá văn hóa sâu. Thì chủ yếu là dẫn mình đi coi rồi này nọ những cái thứ mà nổi tiếng trước đã. Đó, nói chung là cảm ơn các bạn xem rồi hôm nay, nếu thứ hai nhớ kênh mà like chia sẻ nữa, mình còn review thứ hấp dẫn hơn cái lần sau. Giờ kết thúc các bạn. À, hôm cái này cả ngày rồi mệt mỏi lắm rồi các bạn. Thì bạn thấy nước Mỹ sau vụ mà tan thương vụ ngày 11 tháng 9 xong thì cũng đã gọi là bật dậy rất là mạnh mẽ. Và những cái nước nào mà ăn mừng trên nỗi đau của dân Mỹ thì bạn biết rồi. Bây giờ là tan hoang luôn các bạn, ở Trung Đông tan hoang luôn, nhưng mà sẽ có video Trung Đông ở lần sau. Nếu mà dịch Covid hết thì chắc chắn sẽ có những series rất là hay ở Trung Đông như Israel, Palestine, Pakistan, Taliban, Afghanistan, rồi Iran, Iraq, chắc chắn sẽ có các bạn. Nhớ đăng ký kênh, hẹn các bạn ở những series mạo hiểm rất là hay.